cháu tên là gì? Là Tùng. Tùng đang làm gì đấy? Đang túi thơm. Ai dạy Tùng làm túi thơm? Làm túi thơm có khó không? Có. Tùng tặng túi thơm này cho ai? Cho bố mẹ. Không chỉ tập trung vào mảng can thiệp sớm và hỗ trợ học đường, trung tâm còn giáo dục kỹ năng sống hướng tới mô hình tiền hướng nghề. Các con khi tham gia vào cái hoạt động hướng nghiệp này thì các con sẽ được làm những cái công đoạn như là nhặt lá trà này, như là giã sả, như là hái hoa cúc. Thì cái công đoạn đấy nó sẽ giúp cái bàn tay của con khéo léo hơn, bởi vì cái trương lực cơ tay của những trẻ tự kỷ nó rất là yếu, và các bạn ấy khi mà làm công việc này hàng ngày thuần thục thì cái trương lực cơ tay khỏe lên. Chính vì thế mà sẽ đem lại cho các con những cái tiến bộ về công việc ở trong cái cuộc sống hàng ngày, như là tự phục vụ bản thân, như tắm giặt hay đánh răng, hay những cái công việc cần phải sự khéo léo của đôi tay sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cái quan trọng nhất đấy chính là tạo ra được cái giá trị cốt lõi, đấy là các bạn ấy có thể kiếm được tiền để nuôi sống chính các bạn đó, và sẽ đỡ được một cái phần gánh nặng cho gia đình và cho xã hội. Công việc này giúp các em nhỏ vừa có thêm trải nghiệm mới, vừa có thể tự kiếm thêm thu nhập. Quan trọng hơn cả là đời sống tinh thần của các em trở nên tích cực hơn.